Thì mọi người đã có cái gai này chưa? Alo. Có rồi, có hết rồi. Vâng, mọi người đã cài được phần mềm, ba phần mềm này lên chưa ạ? Webex thì là mặc định rồi nhá. Thì không cài được. Em cài được rồi nhưng mà em đang không. Em Thảo, anh Quang ạ. Em cài được ba mình rồi nhá. Anh nghĩ là Thảo là key của cái phần này ở đầu Hà Nội. Nếu mà Thảo mà đang ở phòng văn bản, Thảo lên đây Hôm nay Thảo làm rồi. Làm chỗ này thì đang chỗ này. Chỗ này nó sẽ tăng thế này. Nhé, phần kia là VMix này. Mà ta sẽ ăn đòn thì mình sẽ đặt ra mỗi chiếc kéo xuống dưới. Cái phần mềm VMix này thì nó hơi nặng một tí nên là cũng cần phải một cái máy nó tốt tốt một tí. Đấy, phần mềm VMix này. Cái phần mềm tiếp theo là phần mềm NDI. Thì sau khi cài đặt ra đây là phần mềm NDI. Tác dụng của cái phần mềm này đó là nó sẽ lấy được cái hình ảnh từ Webex để nó đẩy sang VMix và nó tiến hành lấy hình ảnh đó để nó đẩy lên livestream. Thì bấm một cái vào cái phần này thì nó sẽ hiện ra ở đây. Tiếp theo nữa là cái phần mềm card audio ảo. Đó, hôm trước chị Linh có hỏi em là có cần cái phần mềm bàn trộn hay không? Thì chính là cái này nó sẽ giúp thay thế cái bàn trộn đó. Đó, thì ở đây là mọi người cài giúp em ba cái này. Em gửi lại cái guide này một lần nữa vào group chat nhé. Xem nếu mà OK ạ, em gửi guideline vào rồi. Mọi người mà cài được hết rồi thì mọi người confirm với em cái. Làm thế nào để check là cái phần mềm đấy đã được cài xong rồi? Thì đầu tiên là với cái phần mềm VMix thì mình đã chạy được lên cái giao diện như thế này. Cái NDI để lấy màn hình từ Webex sang thì nó hiện ra ở góc này. Và cái thứ ba nữa là cái card ảo thì nó sẽ hiện lên ở trong phần control panel và nó sẽ hiện lên cái phần đây. Virtual audio cable. Em xin phép hỏi là cả nhà mình có mọi người đã cài được hết rồi chưa ạ? Nếu mà không thì Quang ơi, chắc là nhờ Quang cho phép mọi người 10 phút để mọi người cài xong rồi có gì thì mình thực hành, bởi vì có một số bạn ở đây vẫn chưa cài xong ạ. Vâng ạ, mọi người cứ cài đi xong mình sẽ tiến hành từng bước một. Dạ vâng ạ, thế vậy thì có cái guideline mà Quang đã gửi cho nhóm ở trong cái group chat ấy ạ, thì nhờ mọi người có 10 phút thì mọi người giúp em cài, có vấn đề gì mọi người hỏi thầy Quang luôn giúp em nhé.
Alo ạ. Ở cái phần VB Audio ấy ạ, các anh chị chuột phải vào bộ chuột phải vào setup 64 xong rồi chạy run admin.
Alo ạ, mọi người xong hết chưa? Để mình đi tiếp. Dạ vâng ạ, thì các anh chị ơi, mọi người còn ai mà chưa chưa cài được ấy, thì mọi người có thể ping ping bạn IT để bạn ấy hỗ trợ nhé. Thì Quang ơi, Dạ. alo ạ, Vâng ạ. Chị Linh nói đi. Quang hú lên giúp chị với, đang không nghe thấy tiếng gì. Alo chị Linh nói đi ạ. Không tắt gì đâu, đang 100%. Alo, alo. Chị Linh ơi, em nói mọi người vẫn nghe được đấy ạ. Thế à? Thế mọi người ai ai mở vậy? Thế à? Hoặc là ai đang mở chỉ mỗi chị Linh không nghe em nói thôi. Ơi. Alo. Vẫn nghe được thầy ạ. Đúng rồi, mỗi chị Linh không nghe được anh nói. Alo, em nói tiếp nhá. Chị Linh nghe được chưa? Chị Linh đang tắt mic, tắt cả loa luôn. Em mở mic cho mọi người nghe rồi ạ. Ok nhá, thế thì anh đi tiếp Thảo nhá. Ok này, đó thì mọi người đã cài xong một cái phần mềm, đó là phần mềm cạc âm thanh ảo và phần cạc hình ảo. Đó, thì tác dụng của cái này để làm gì? Tác dụng của cái phần mềm cạc âm thanh ảo để lấy tiếng từ Webex hoặc phần mềm video conference nào đó chuyển về VMix, và cái phần mềm cạc màn hình ảo để lấy hình ảnh từ 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 từ, từ phần mềm video conference cũng chuyển về VMix. Muốn livestream thì sẽ có hai phần đúng không ạ? Phần thứ nhất là phần hình và phần thứ hai là phần tiếng. Thì thay vì những cái việc bàn trộn chuyên nghiệp thì mình đã cài cái phần mềm ảo lên rồi để mình có thể đưa nó vào cái phần mềm livestream. Thì đưa vào phần mềm livestream như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ setting ở trong cái phần mềm livestream này. Phần mềm livestream này có tên là VMix. Thì ở đây đầu tiên là mọi người setting nhá, bấm vào ở trên góc cao bên phải có phần setting. Đây thì có hai phần. Phần đầu tiên là phần output NDI, chính là cái cạc NDI ảo để có thể lấy được hình ảnh về đấy ạ. Ở trong phần số 1 này, đó thì mọi người chọn NDI on. Và cái phần NDI output này thì mọi người cũng để NDI on, tức là làm cho bấm bấm vào nhé, để ba cái này nó hiện lên màu xanh là ok. Còn nào? Đó, được chưa? Ok rồi em cao ạ. Ok nha, tiếp.
Setting. Đây, xong rồi bấm vào phần setting, chọn cái audio channel là bớt đây. Ở đây nhé. Ok. Đó, thế là ở đây mình đã xong phần setting cho cái phần NDA. Đó, xong mọi người chuyển sang phần audio output và chọn enable cái bớt A lúc nãy lên, bớt A và bớt B. Đây. A cũng enable và B cũng enable. Để mình có thể lấy được tiếng từ cái phần mềm video conference sang. Enable hai cái này. Đó, xong bấm OK là được. Đấy là xong phần setting. Như chẳng hạn tất cả các cuộc live stream ấy, mọi người nhìn thấy có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần share các video clip, và phần thứ hai là lấy hình, lấy tiếng của các diễn giả sang từ phần mềm video conference. Thì ở đây mình sẽ có cái phần add input. Add input đấy ạ. Đó. Thứ nhất là add video. Add video thì mình sẽ bấm vào đây. Video. Đó. Sau rồi mình trỏ đến cái file video của mình. Như ở đây em lấy tạm file giới thiệu phần này. Ok. Đó. Rồi bấm OK. Thì tức là nó đã add được cái phần audio của cái video giới thiệu fan này vào cái phần hàng đợi để mình có thể đẩy đi. Đó. Đó là xong một phần nhé. Phần thứ hai đó là phần mình sẽ add input của cái thằng webback. Muốn add được thằng webback này vào thì đầu tiên mình phải start cái webback lên đã. Đó. Start webback lên. Rồi. Bây giờ dần rồi vào rồi. Mình start cái bất luôn ở cái máy mình đang dùng Teams ạ. Đúng rồi. Em join vào cái bách để em lấy hình ảnh từ và âm thanh từ cái thằng bách này đẩy sang cái phần mềm live stream lên là xong. Đấy, thì ở đây có một phần trên micro này. Lưu ý nhé, speaker tức là loa nhé, loa của cái thằng này nó sẽ được phát ra vào cái thằng cạc audio ảo lúc nãy. Được. Và cái phần micro này thì mình chọn line là NewTek NDI Audio để nó truyền vào thằng phần mềm VMix. Được. Thế thôi. Xong. Đấy là đã xong phần cài đặt ở trên webex nhé. Tiếp theo nữa là live stream thì live stream ở đâu? Đó, live stream thì mình sẽ live stream ở trên một cái group của mình hoặc là ở trên chính cái dòng timeline ở trên workplace của mình. Thì làm thế nào? Đó, đầu tiên là có hai phần nhé. Làm live stream ở trên group này. Thì mình tạo trước một group test VMix đây rồi này. Mình sẽ add CTC vào này. Thảo gì nhỉ? Đơn đọc cho anh cao của tất cả mọi người đây. NP có gì nữa? NP gì? Popo. Sửa được rồi. Đến Phương Thảo anh ơi. Tới kìa, tới. Avatar áo xanh anh. Rồi. Linh NTT2. Linh NTT25. Linh đọc à, anh đọc cho anh yêu cao của mọi người để em. NT18. Hãy
chưa được. Cả tên Lê Thị Hà. Lê Thị. Rồi. Yeah. Nguyễn Thị Mỹ. Nguyễn Thị Thùy Linh đúng không? Nguyễn Thị Thùy Linh. Rồi. Nguyễn Thị Lan. Thùy Tiên. Nguyễn Thị Lan. Lê Hương Thảo. Tiếp đi, chị Vọng. Trần Thị Ái Mỹ. Thị Thanh Hà, Thị Tâm, Thị Tâm có đâu? Gì mà? Phan Thị Xuân. Người này, gỡ cái bia ông sản phụ. Chả sao? Bây giờ chân nó vẫn có rồi em ép tạm một số người như thế. Thì bây giờ mình đã có ở trong một cái group này. Và mở đây. Chọn live video. Đấy. Thì ở trong live video này mình sẽ bấm broadcast now. Rồi. Ở đây mình sẽ dùng phần mềm nên mình sẽ chọn là streaming software. Đó, thì nó sẽ ra cái là stream key và phần server của cái livestream của mình. Thì ở đây mình sẽ dán nó vào cái phần stream nhé. Mọi người nhìn thấy stream này. Bấm vào setting này. Đó. Thì đây có phần URL và phần stream key này. Đó. Lấy cái ở bên này. Cái stream key này copy dán vào stream key dán vào dưới rồi và lấy cái URL này dán vào phần URL đây đó. Mọi người đã giải đáp được câu hỏi là tại sao phần mềm nó lại chạy được vào livestream, nó chính là do hai cái này. Được chưa? Đấy, save and close. Rồi. Có thể làm chậm thôi. Nhanh quá mọi người không theo kịp. Yeah. Rồi ok ok. Chắc là có record. Xong nhá, đã. Bây giờ đây xong này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người là lấy hình ảnh và âm thanh từ VMix sang bên này. Đó, ở đây mình add input. Mỗi cái ở đây nhất là một cái input nhé. Khi mà muốn add cái gì này, mình có thể add video này, mình có thể add slide này, có thể add ảnh này. Đó. Thì đây mình bấm add input này. Rồi. Vào phần NDI capture. Vào phần local desktop capture. Thì đây mình chọn cái phần webpack màu đen nhé. Xong bấm OK. Tức là ở đây mình đã chuyển được cái phần hình ảnh và âm thanh của Webex sang đây. Mình ví dụ nhé, ở đây trên phần mềm Webex nhá, nó có hai phần màn hình. Phần màn hình thứ nhất là màn hình preview, preset. Và phần màn hình thứ hai là phần màn hình chạy thật ở trên livestream. Ví dụ chẳng hạn như ở bên này. Cái này nó đang là 1 nhá. Đó, thì là preview chạy như thế nào thì cái này chạy như thế. Nhưng mà khi mà mình bấm vào đây, đó. Tức là gì? Tức là cái hàng đợi mình chuẩn bị cho cái thằng Webex nó sẽ chuẩn bị được đẩy sang bên này. Khi mà muốn đẩy sang nhé thì mọi người có thể bấm hai cách này. Cách thứ nhất là bấm nút kéo này đó. Nó sẽ chuyển từ từ sang. Được ạ.
đây có thể bấm pong. Đó là cái phần mềm chạy video. Bạn kéo ngược sang thì là cái nút này để kéo ngược nhé. Ok. Bây giờ mình quay lại cái này để bắt đầu live stream. À sorry mọi người, thêm bấm thêm một cái phần input nhé. Bấm vào input nữa. Audio input. Rồi. Chọn giúp mình cái cable output để nó lấy tiếng sang. Ok này. Rồi, xong. Thì ở đây nó sẽ có phần âm thanh của webex này và phần âm thanh của video. Đó. Ở đây nha mọi người, live stream thì mọi người nhìn thấy cái phần title của nó này, ví dụ chẳng hạn là lễ vinh danh ABCXYZ này. Ở dưới là description, mọi người thích viết cái gì cũng được. Rồi đây là lễ tôn vinh. Xong rồi thì mình bấm vào phần stream. Đây, tất cả những cái phần liên quan đến setting stream thì ở đây. Đó. Rồi bấm vào stream này. Và ở đây là bấm start. Lại bấm lại. Màu đỏ nó đang chạy. Rồi. Quay lại kia. Quay lại kia. Google của lễ đây. Đây. Từ từ đã. Bấm cho mọi người cùng xem. Đây bấm vào setting này. Thì sẽ bấm vào start 1 nhé. Mình sẽ có 1. Ở đây 2-3 là gì? 2-3 là live stream trên cùng nền tảng. Ví dụ chẳng hạn là live stream trên Facebook xanh. Thì mình cũng có thể chọn được ở đây. Cũng vẫn vào phần custom HTTP server. Đó. Thì mọi người có thể live stream cùng lúc trên cả Facebook đen và Facebook xanh. Thì ở đây mình chỉ có một cái thôi. Thì mình sẽ chọn start 1. Còn mình muốn start 2 cái, 3 cái thì mình chọn start on ở đây. Nhưng ở đây là chỉ 1 thôi nhé. Đó, bấm start 1. Khi màu vàng này là nó đã chuẩn bị sẵn sàng để live này. Đó, xong bấm vào đây. Thì mọi người thấy cái nút ở đây nó bắt đầu chuyển sang nút màu xanh. Là mọi người bấm. Bấm là có thể xem được luôn. Đó. Đấy. You are now live. Đó. Thì ở đây nhá, ví dụ chẳng hạn đây là mọi người đang nhìn thấy mình đang live thì nó hiện ra cái này bởi vì mình đang để ở của webex. Nhưng mà nếu mà muốn nó là clip thì mình sẽ ép cái clip vào đây và mình sẽ chuyển 20 giây. Ok chưa ạ? Khi mà chọn cái bên này thành live stream của gì nhỉ? Của webex thì mình sẽ bấm vào đây. Chuyển sang webex. Đấy là những cái thứ cơ bản nhất nhé. Cơ bản nhất mọi người làm được thế để đẩy được âm thanh và đẩy được hình ảnh đi đã. Còn nó sẽ có những cái phần mà advanced hơn, tức là phần cắt ghép các thứ. Thì mọi người cứ đảm bảo cái cơ bản đi đã. Xong thì ai mà cần phải chuyên sâu thì mình sẽ xử lý nó một cách chuyên sâu. Đó là làm thế nào để cắt được chỉ cái hình của cái ông này thôi. Làm thế nào để lồng được cái frame vào. Thì nó sẽ là nâng cao hơn một tí. Đây. Đây. Alo, đến đây mọi người
Có hỏi em gì ở cái phần cơ bản không đã? Em chưa chuyển sang phần nâng cao vội nhé. Phần cơ bản là như thế. Liên quan đến Bodycom thì sao anh Quang? Bodycom lúc đấy join vào đây thì nó cũng chỉ là một thành phần ở đây mà thôi. Hôm trước anh bảo em là làm cái này phải có một team nhé. Cái team đầu tiên đấy là cái phần người quản trị Webex. Người quản trị Webex thì không liên quan đến ông Livestream. Hai ông đấy ngồi tách biệt ra hai phòng cũng được. Đó. Thảo hiểu ý anh chưa? Vâng. Tức là em vẫn sẽ cô Webex hai máy như bình thường, Polycom như bình thường. Và có một bạn Livestream như thế này và thao tác bước Livestream đúng không anh? Đúng rồi. Sẽ ba máy luôn. Hai máy gì em? Một máy để trình chiếu đúng không? Vâng. Ừ, một máy hot, một máy trình chiếu và một máy live. Một máy để hot ông Webex nhá. Một máy để trình chiếu ở tại cái phòng máy nhá. Ở tại cái phòng Bangkok nhá. Vâng, mà cắm Bodycom anh. Ừ. Nếu như chẳng hạn là em mà thao tác nhanh ấy, thì cái hoặc là em mà không ngồi ở phòng Bangkok ấy thì em cứ ngồi ở máy tính của em vừa trình chiếu bình thường thì nó cũng đẩy lên được. Bạn livestream đúng không? Ừ. Đấy, nếu mà chuẩn mà mượt nhất thì là ba máy và ba bạn. Em vừa thấy cái phần hướng dẫn đấy anh thì em thấy anh đẩy cái video clip lên, thế video clip phải đẩy riêng ở livestream mà anh, chứ nó không ví dụ như là em cô Webex như bình thường nhá, và em vẫn phát video như bình thường thì ở trên livestream có phải cần thao tác cái đẩy clip giống như anh đang thao tác là clip xong chuyển sang màn hình Webex không anh? Hay mình không, chỉ cần lúc đấy em chỉ cần capture cái màn hình của thằng Webex này, bởi vì sao? Bởi vì khi đấy nó đã lấy được cả hình ảnh và cả âm thanh trọn bộ vào đây rồi. Đây. Vậy thì mình chỉ giữ nguyên cái màn hình livestream Webex là nó hiển thị cái gì thì ở trên. Đúng rồi. Hôm nay thực sự là anh rất mong muốn Hảo là có mặt ở đây để anh có thể bấm luôn ở trên máy của em. Nên là chắc là buổi như thế này thì vẫn cần phải một buổi nữa để làm thực tế thực hành với Thảo. Hôm nay là tối thiểu là mọi người cũng xem được là mình có một cái cách như thế để mình có thể làm được, có cái giải pháp để đáp ứng được cái giải pháp của mình. Với cả em thấy là hôm nọ em cũng có nói chuyện với cả bạn Sơn, bình thường hay livestream theo cái phương án này ạ. Thì em thấy nó có cái background cho nó đẹp ấy, nó sẽ không hiển thị cái Webex nó rồi. Nhìn trông trắng đen đen đúng này mà nó có... Thì anh nói làm sao, anh nói là ở phần này là phần cơ bản để em có thể đẩy được đủ tín hiệu và âm thanh lên, và phần nâng cao thì nó sẽ là lồng, nó sẽ là ghép, nó sẽ là có các layout để chia lên để cho nó đẹp. Đây nhá, anh sẽ mở một cái mà sáng nay bọn anh vừa làm xong thì em có thể nhìn thấy. Đó là gì? Cái đấy gọi là frame hình ảnh, frame background. Đây. Test xanh. Đây. Đó. Thì cái lúc không phải thế này. Đây. Như thế này đúng không? Em muốn như thế này đúng không? Vâng, đúng rồi anh ạ, nó có cái đó. Thêm. Hoặc là không, ý em là nó sẽ bao quanh cái Webex của mình. Đó, thì là đúng rồi. Đó, thì cái này nó là cái phần chèn thêm những cái khung hình khác. Thì đó chính là cái mà anh bảo là cái phần advanced hơn. Thì đầu tiên em cứ làm được thành thạo những cái bước kia đi đã. Xử lý đảm bảo là hình ảnh và âm thanh đi đã. Rồi, em hiểu. À, với cả nếu ví dụ như là team ban tổ chức mà là các miền ngồi cách xa nhau ấy, nó có bị ảnh hưởng đường truyền không? Đầu anh, tiên là Hà là... Nội phải làm mượt thì đã, anh sẽ hướng dẫn và theo sát các bạn ở Hà Nội đến lúc nào các bạn tự làm được, và sau đấy các bạn tự training cho nhau. Tự training cho nhau xong rồi thì mình sẽ làm mượt được tất cả. Khi mọi người cùng hiểu được là mình đang cần phải làm cái gì rồi ấy, thì lúc đấy thì mới tính chuyện là các miền kết hợp được với nhau. Từng bước một em ạ, chứ không một phát mà lên được ngay đâu. À, thế thì chắc là biết tới là phải có 3 người ngồi ở Hà Nội để... Đúng rồi. Anh Quang chỉ...
anh mong muốn là phải có một buổi thực hành trước khi vào cái bếp chạy thật nhá. Cả ba bạn đấy đều có mặt ở đây để anh bảo ba bạn là từng bước làm gọi là rehearsal như thật đấy. Làm thế nào để ép được cái khung hình này vào này, làm thế nào để nó ra được như thế này này. Đó. Thì cần phải ba bạn ngồi cùng ở một chỗ để anh bảo cả ba bạn cùng một thời điểm là cần phải làm cái gì. Tất nhiên là sau này quen rồi nhé, sau này mà quen rồi thì mình sẽ tách ra cũng được. Bởi vì ví dụ chẳng hạn cái bạn cầm hot webex nhé, thì bạn ấy chỉ cần pin được những cái người mà thời điểm nói lên mà thôi. Đó. Còn bạn mà trình chiếu thì bạn chỉ chuyên tâm vào việc trình chiếu của bạn thôi. Còn việc bạn livestream, bạn chỉ quan tâm đến việc livestream thôi. Đấy. Thì sau này sẽ làm được nếu mà các bạn thành thạo. Không khó. Nhưng mà nói chung là phải hiểu được cái công việc mà mình đang làm là gì. Đấy riêng phần kỹ thuật 3 người, còn MC ấy đúng không anh Quang? Đúng không? Bởi vì đấy như sáng nay bọn anh làm này. Cả thư ký các thứ làm cho anh Bình, mọi người thấy đấy, phải đến 9 người. Vâng, em hiểu rồi anh ạ. Cuộc đội kỹ thuật mà. Năm mình phải có một buổi demo chứ giờ em vừa giờ em cũng nắm được một xíu. Ok, anh bảo rồi mà chắc chắn là phải có một buổi ba bọn em cùng sang đây. Anh sẽ bấm để cho mọi người bấm lên lúc nào mọi người làm được thì thôi ấy. Thì còn hôm nay là giới thiệu là mọi người làm như thế, phương pháp như vậy. Ok. Có ai hỏi gì không ạ? Nói thật là em nói nó cũng nhanh, và bởi vì chị Linh bảo là 2:30 mọi người có họp ấy, với cả nữa là nói thật là xem một lần cũng chẳng hiểu được đâu. Như Sơn chuyên đi live stream đấy, bọn em phải training cho nó khoảng 4-5 buổi sau đấy nó mới làm được chứ. Đấy là Sơn còn biết về kỹ thuật rồi đấy, còn đây toàn các chị em gái nên là chắc cũng khoảng 4-5 lần gì đấy bọn em sẽ theo sát. Chị em cứ yên tâm. Chị Linh yên tâm nhé. Quang ơi, chị hỏi xíu là em cái bữa cái sharing tiếp theo của em còn nhiều không? Cái advan đấy thì nên là ngồi cùng với nhau vì nó khá là tiểu tiết và nó cấm thì khá là nhanh. Còn về cơ bản thì là mọi người nắm được rồi, là đẩy lên hình ảnh và đẩy lên âm thanh như thế nào, đẩy lên như vậy là có thể lên được rồi. Alo. Chị Linh ơi. Ơi chị đây. Vâng, chị có hỏi gì nữa không ạ? Ừ thì về cái phần mà chia sẻ foundation ấy thì mọi người sẽ xem lại record. Còn nếu mà để mà vào làm được một cái khóa học thì đến cái phần đến đây thì vẫn là chưa xong đúng không? Vẫn còn nội tiếp những cái nội dung khác để chia sẻ đúng không Quang? Vâng, sẽ còn khoảng nếu mà nói hết thì khoảng 45 phút nữa. 45 phút nữa. Vâng. Thì những cái 45 phút đấy thì chắc là cần để cho mọi người để có thể livestream được thì phải cái đấy là nội dung nâng cao đúng không? Vâng ạ.
Còn nếu mà chỉ nghe đến đây thôi thì là vẫn chỉ là biết biết sơ qua thôi, xếp các thứ sơ qua thôi, chứ còn cũng chưa làm được ngay Quang nhỉ? Như thế này là được khoảng 65-70%. Em bảo nhá, mình có cái group WebEx support đấy ạ. Thì là ai mà sẽ phải làm cái việc này, tức là chỉ những bạn đấy mới cần thôi. Còn mọi người mà biết qua qua thì biết như thế là được rồi. Đó, thì nếu mà một cái event mà vài người cùng làm thì chắc là mọi người cũng phải biết hết thì mới có thể làm được ấy. Chứ nếu không thì kiểu lập bập. Không, tức là một event nhá, ba người. Một event ba người này thì chỉ một người lo cái phần live stream này thôi. Còn hai người kia thì là một người lo trình chiếu và một người lo webex. Quang ơi, thế để chị hỏi ý kiến của hai anh Miền, có muốn nghe tiếp 45 phút nữa không hay là đến đây là ok ạ? Hạnh ơi, chị hai buổi, hay là Quang ơi, hay là mình hôm nay thì mình dừng ở đây để các bạn ấy về nhà xem lại record và làm được đến bước này. Xong sau đấy thì đến cái buổi tiếp theo thì chắc là tuần sau ấy, thì mọi người ok cái bước này rồi thì lại làm tiếp bước sau. Vâng ạ, ok ạ. Thì buổi sau em sẽ hướng dẫn mọi người cắt hình ảnh, ghép hình ảnh. Có vẻ chia hai buổi ok hơn đấy. Còn bây giờ nghe thì chỉ để record lại thôi. Vâng ạ. Vâng. Bởi vì nhiều quá thì mọi người cũng không biết được, không thực hiện được hết như thế. Quan trọng là bây giờ cũng chưa nắm được cách làm cơ bản như thế nào. Mọi người nghe cũng không hiệu quả. Dạ vâng. Thì buổi sau cố gắng Thảo bên này ngồi luôn đi. Thì để Thảo Thảo với Linh nhé, Thảo Linh 25 nhé. Thế vậy thì để tuần tới thì bởi vì Thảo sang tháng 3 cũng phải làm rồi nên là chắc là tuần tới khoảng tầm hẹn mọi người khoảng tầm sáng thứ tư gì đấy á. Tháng thứ ba đúng không Quang? Đây để em xem lại cái lịch. Ok, xin lịch của Quang. Chờ em tí. Thứ bảy 22 không có lịch nào. Ok, 22 ạ. 22 là bao nhiêu, là thứ mấy nhỉ? Thứ ba đúng không Quang? Vâng. 22 đi 23 có day one. Thế thì vâng. Chắc là nếu mà được thì em ok ạ. Nếu mà được thì em nhờ hẹn là ba Miền là sáng thứ ba thì mình sẽ start từ 9:30 nhỉ, không hả nhỉ? Từ 9:30 đi ạ. Thì nhờ Quang cũng giúp chị add lịch vào đây với nhá. Xong rồi chị sẽ gửi MR tiếp. Đây nha, mọi người nhìn thấy nhá, để được ra cái khung hình như lúc nãy này thì cần phải rất nhiều các thứ như thế này. Cắt ghép như thế này nó rất là nhiều cái nó tiểu tiết ấy. Đấy. Thế nên là cần phải một buổi nữa. Ok ạ. Ok ạ. Thế thì có gì nhờ mọi người xem lại việc còn mà có câu hỏi gì thì cái buổi hôm sau thứ ba ấy ạ, thì mình sẽ start từ lúc 9:30 thì sẽ có một cái session nhỏ khoảng tầm 15 phút đầu tiên cho mọi người hỏi những cái câu hỏi của phần foundation mà mọi người còn đang thắc mắc ấy. Đó, xong sau đấy thì sẽ để Quang tiếp tục cái phần nâng cao của mình ạ. Vâng ạ. Vâng, thì chắc là em sẽ xin phép gửi MR tới ba Miền cho sáng thứ ba tuần tới. Vâng, không biết là mọi người còn có câu hỏi gì tới thầy Quang không ạ? Chắc là hiện tại mọi người cũng chưa có câu nào, thế thì chắc là em xin phép end meeting ở đây. Thì có gì thì sẽ hẹn mọi người vào tháng thứ ba tuần tới ạ. Thì thay mặt CTC cảm ơn thầy Quang và team IT đã dành thời gian để chia sẻ tới CTC hôm nay ạ. Xin chào mọi người ạ. Vâng, em chào mọi người ạ. Chào cả nhà.